trêu ghẹo nhân viên ở trạm thu phí, thanh niên đăng lên mạng khoe chiến tích và cái kết nhận về mưa gạch đá. Anh ngồi em tắt đường. Không tắt đâu mà có xe đâu, anh bảo xe, anh bảo hết xe rồi. Đây là làn thu phí tự động đấy anh. Anh bảo hết xe rồi. Đưa em nhanh lên. Bỏ khẩu trang ra xem nào. Một người đàn ông đã quay lại cảnh mình đang trêu chọc một cô gái làm việc ở trạm thu phí, rồi sau đó đăng lên mạng xã hội để khoe chiến tích. Thế nhưng, hành động ngay sau đó của cộng đồng mạng khiến chủ nhân của chiếc video này phải nóng mặt lo sợ. Theo đó, người này là một tài xế xe đường dài. Khi đi qua trạm thu phí không rõ địa điểm thì có gặp một cô gái làm công việc bán vé và thu tiền tại đây. Thấy cô nhân viên có phần dễ thương nên người này đã quyết định trêu chọc cô ấy một lát và còn không quên lấy điện thoại quay video để đăng lên mạng xã hội. Từ những gì được chứng kiến có thể thấy, người nhân viên đang tỏ ra khá khó chịu trước hành động trêu đùa hơi quá đà của tài xế. Cụ thể, cô gái bán vé có nói: "Nhanh nhanh hộ em đi, tắt đường kìa, đây là làn thu phí tự động." Thế nhưng, thanh niên trên vẫn lầy lội dứt khoát không chịu đi mà vẫn nán lại để trêu cô gái, mặc cho ở phía sau đang tắt đường chờ người này di chuyển đi. Cho đến khi một người đàn ông mặc áo cam làm việc cùng cô nhân viên trên xuất hiện thì tài xế mới dừng việc trêu chọc của mình lại. Không tắt đâu mà có xe đâu, anh bảo xe, anh bảo hết xe rồi. Đây là làn thu phí tự động đấy anh. Anh bảo hết xe rồi. Đưa em nhanh lên. Bỏ khẩu trang ra xem nào. Thế em có lấy tiền không? Anh có đi không? Ô không đi đâu, anh đứng ở đây. Sao anh không đi? Đã được rồi, bây giờ. Sau khi quay đoạn video trên, thanh niên tài xế đã đăng tải lên trang TikTok của mình để khoe với mọi người việc mình vừa làm. Thế nhưng, cái kết ngoài mong đợi, anh liền nhận ngay cơn mưa gạch đá của cộng đồng mạng về hành động lố bịch này. Thấy người ta vui thì trêu, chứ đằng này nhìn cô ấy có vẻ đang khó chịu mà ông vẫn trêu dài được. Làm thế mà không biết xấu hổ, tưởng mình vui tính chắc. Này là vô duyên chứ trêu cái gì, trêu thì cũng phải tùy người tùy lúc. Thế mà cũng đăng lên mạng để người ta ném đá cho. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.